Vâng, trong cuộc sống có những thứ cần giữ thì nên giữ, còn những thứ cần phải buông bỏ thì nhất định phải bỏ. Nhưng điều lạ là con người ta cứ chấp nể, cứ khư khư ôm lấy những cái vốn không đáng vào mình, để rồi sinh ra trăm thứ phiền não khổ sở. Nó không khác gì những sợi dây trói buộc khiến ta không thể đi đến cái bến bờ của sự giải thoát. Mà không giải thoát thì mê lầm cứ mãi kéo dài vậy, mà đó cũng là chuyện tất yếu mà thôi. Khắc cốt ghi tâm cần ý chí, nhưng dám buông bỏ mới là đỉnh cao của lý trí, tức là bản lĩnh, là tuyệt phẩm sống của con người chúng ta. Và với bốn điều dưới đây, quý vị dù có rất nhớ thì nhất định phải quên để cuộc đời về sau viên mãn hơn. Và đây cũng chính là biểu hiện của sự buông bỏ và giải thoát. 1. Quên đi việc mang ơn cho ai, giúp đỡ ai. Cổ ngữ vẫn có câu, làm việc nghĩa chớ kẻ thiệt hại, luận anh hùng chớ kẻ hơn thua. Giúp người thì đừng mong nhận lại, bởi hạnh phúc vẫn là đã cho đi. Đừng vội vàng yêu cầu cuộc sống phải cho bạn tất cả đáp án. Đôi khi, bạn cần phải kiên nhẫn mà chờ đợi. Cho dù bạn đứng trước thung lũng mà hét lớn, thì cũng cần phải chờ đợi một lúc mới lại nghe được cái hồi âm kéo dài cho chính mình mang lại. Cũng có nghĩa là cuộc sống luôn luôn cho bạn câu trả lời, nhưng không lập tức đem tất cả nói cho bạn biết. Trong cuộc sống này, bạn vốn nên cho đi, đừng mong nhận lại. Cho đi để tâm cảm thấy mình bao dung, rộng lượng. Không mong nhận lại để cảm thấy tâm nhẹ nhàng, không gánh nặng. Không tức giận khi không được như ý muốn. Sự cho đi, không mong nhận lại, luôn làm tâm bạn cảm thấy thoải mái nhất, nhẹ nhàng nhất và hạnh phúc nhất. Tuy vậy, quy luật của cuộc sống vẫn là cho đi luôn có hồi báo. Hồi báo có thể không xuất hiện ngay sau khi bạn cho đi, nhưng trong khoảnh khắc bạn không ngờ đến, một khoảnh khắc thích hợp nhất, một khoảnh khắc mà bạn cần nhất, thì hồi báo sẽ xuất hiện. Đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống mà có lẽ bạn chưa để ý tới. Biết giúp đỡ người khác, tức là chừa cho ta một đường sống, một khắc thanh thản, chứ chưa cần đến hồi báo. Nhưng mình mắc nợ ai, ai giúp mình, tuyệt đối không được quên. 2. Quên đi người đã đối xử tệ bạc với ta. Có một câu nói rất hay thế này. Người đời đối xử tệ bạc với ta là bình thường, tự dưng tốt mới là bất thường. Suy đi tính lại, ai mà không mắc sai lầm, và chắc chắn rồi họ cũng sẽ phải trả giá mà thôi. Vì vậy, bất cứ ai làm tổn thương bạn ngày hôm qua, thì trước sau gì, họ cũng sẽ phải trả giá vào ngày hôm sau. Cho nên trả thù hay nhớ mãi lỗi lầm ấy để mà làm gì? Trên đời này không ai hoàn hảo. Bạn có chắc suốt cả cuộc đời của mình bạn không làm tổn thương ai hay không? Nhưng kỳ thực, ngay khi ta cất giữ mối hận thù trong người, ta đã vô tình tự mình phá vỡ hạnh phúc của chính ta. Hận thù hệt như là quả bom nổ chậm, vốn chẳng mang lại lợi ích gì cho ta, ngoại trừ khiến ta luôn phải phập phồng, lo sợ và khó chịu. Khi ta có một mối hận thù, thì tâm trí của ta chỉ mãi nghĩ về cái mối hận thù đó mà thôi, chứ chẳng còn khoảng không để mà tận hưởng cuộc sống. Trong khi người gây thiệt hại cho ta vẫn vui cười hạnh phúc, thì ta lại phải dày vò mình trong một mớ những sóng gió trong tim. Hiển nhiên là ta sẽ cảm thấy khó chịu với ai đó khi người đó vô tình hay cố ý gây thiệt hại cho mình. Đó là một cảm xúc rất tự nhiên. Nhưng giữ trong bụng một mối thù cũng giống như là mang vào mình một vật nặng rồi cố gắng đưa lên cao. Nó chẳng giúp ích gì cho ta cả, ngoại trừ lấy đi của ta tất cả nguồn năng lượng, rồi làm ta mệt mỏi, và đến một lúc nào đó, nó sẽ kéo ta quỵ xuống mà thôi. Ngoại cảnh hay người khác có thể khiến ta đau, nhưng người quyết định cho hạnh phúc của ta chính là ta, chứ không phải bất kỳ ai khác. 3. Quên đi việc mình phải tranh đấu để vơ lấy về mình. Một chiếc tivi mới, một chiếc xe hơi bóng lộn, những đôi khuyên tai bằng kim cương, một căn biệt thự, một chiếc xe hơi mới để phấn đấu, hoặc đơn giản
là một chức vụ cao để ngẩng cao đầu với đời. Nhiều người sống mệt mỏi vì họ không thể quên được điều này. Cái gọi là sự phù phiếm, thể diện ở bên ngoài không phải là giá trị cuộc sống. Những người thực sự khôn ngoan sẽ không quan tâm quá nhiều đến cái câu chuyện giữ thể diện cho mình. Họ sống vì chính mình, họ không sống trong mắt người khác. Nói đến đây không có nghĩa là từ bỏ việc cố gắng, nhưng nếu tranh đấu đến cùng bằng mọi giá để có được tiền tài, địa vị, thì có lẽ đó là việc đáng quên đi. Cuộc sống này là cuộc đua với thời gian, nhưng tốt hơn hãy bằng lòng với những gì mình đang có và tìm kiếm sự bình an. Tạm quên đi cái bộn bề để sống với những thứ hạnh phúc ngay bên, sẽ không có gì là ân hận trong tương lai cả. Và 4, quên những sự và việc không thể thay đổi. Điều gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi, bởi vì bạn không thể thay đổi được những điều đó, nhưng có thể thay đổi cách cảm nhận nó. Nếu bạn cứ để nỗi đau đeo bám cuộc sống và những mối quan hệ mới của mình, thì có khả năng chúng cũng sẽ tự tan vỡ trong tương lai. Một điều hầu như chắc chắn về quá khứ đó là nó không thể thay đổi được nữa. Mọi thứ vốn dĩ đã xảy ra rồi, và không có cách nào để quay trở lại thời điểm đó, và không có cách nào để thay đổi quá khứ cả. Vì thế, hãy tạm quên và học cách chấp nhận đó. Tôi đã có lần đọc câu chuyện về một người đàn ông, người đã cố vượt đèn đỏ tín hiệu giao thông bởi vì anh ta bị trễ giờ làm và đã tông vào hai mẹ con khi đang đi bộ. Cả hai mẹ con đều bị chết trong vụ tai nạn, nhưng anh ta thì không hề bị thương tích gì. Sau đó, anh ta đã trở nên nghiện rượu, ma túy và cuộc đời bắt đầu rơi vào vòng xoáy của sự mất kiểm soát vì sự ám ảnh tội lỗi và về nỗi đau mà anh ta đã gây ra trong quá khứ. Nó đã chiếm mất của anh ta gần 30 năm trời. Nhưng rồi, một ngày kia anh ta tự nhận ra rằng điều gì đã qua thì hãy cho nó qua đi và không có cách nào có thể thay đổi được. Bởi vì bằng cách phá hủy cuộc đời chính mình thì cũng tương đương như cái cách mà anh ta đã giết chết 3 mạng người vậy. Nếu trong quá khứ bạn đã gặp phải những chuyện phiền muộn thì hãy lãng quên nó, bởi vì bạn sẽ nhận ra rằng nó không còn thay đổi được nữa. Bạn sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được những thời điểm ấy và chẳng bao giờ xóa bỏ được những ký ức hay điều đã xảy ra. Bởi việc cứ sống chìm đắm trong quá khứ đồng nghĩa với việc là bạn đang ngăn cản bản thân mình thực sự sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong hiện tại này. Và Đức Phật dạy rằng trong lòng không khuyết thiếu thì được gọi là phú, được người khác cần đến thì được gọi là quý. Vui mừng sảng khoái không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lượng. Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên phiền muộn. Không tranh giành chính là từ bi. Không tranh cãi chính là trí tuệ. Không nghe chính là thanh tịnh. Không nhìn chính là tự tại. Và tha thứ chính là giải thoát. Biết đủ ấy là buông. Người ta sống trên đời thường không vui vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu nhất là 3 nguyên nhân sau. Thứ nhất là quen phóng đại hạnh phúc của người khác. Thứ hai là quen phóng đại nỗi khổ của chính bản thân mình. Và thứ ba là quen mang cái nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với nỗi khổ của người khác và đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác. Tất cả những nguyên nhân trên đều xuất phát từ sự ôm đồm của chính bản thân. Hay nói cách khác là thái độ không bằng lòng với bản thân mình và cái gì cũng muốn được, muốn hơn mà không chịu buông. Sống ở trên đời này, làm người không nên quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu toàn hoàn mỹ. Niềm vui không thể hưởng hết và đối nhân xử thế nên hiểu được có chừng có mực. Khoan dung đối với người khác chính là cho bản thân mình một phần linh động, một đường lui. Và đó là con đường để ta tìm đến cái đích của hạnh phúc. Nó giúp ta vượt thoát khỏi cái bản ngã, không còn cái tâm phân biệt nữa. Và hãy nhớ thế này, tức giận là dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Phiền não là dùng lỗi lầm của chính mình để hành hạ bản thân mình. Và hối hận là dùng sự bất lực trong quá khứ để hủy hoại bản thân của hiện tại. Lo lắng là dùng suy nghĩ quá độ của bản thân để mà hù dọa chính bản thân. Tự ti là dùng ưu điểm và cái nhìn của người khác để hạ thấp chính mình. Thế nên, hãy cứ sống vui vẻ, đừng nên tức giận buồn rầu.
và hãy học cách quên đi quá khứ, sống cho hiện tại và hướng tới tương lai. 1. Đừng sợ hãi trước áp lực. Mỗi người đều có khả năng tiềm tàng được ẩn giấu ở bên trong. Cho nên khi chúng ta phải đối mặt với áp lực, hãy đừng nôn nóng. Có lẽ đó chỉ là một chút thử thách mà cuộc sống dành cho bản thân mỗi người mà thôi. Hãy luôn tin tưởng thế này. Cuộc sống này không bao giờ triệt đường sống của mình. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Vì vậy hãy học cách đối mặt và vượt qua áp lực. Còn nhớ, vẫn có câu, thời thế tạo anh hùng. Ở vào cái thế cùng cực, mọi việc sẽ chuyển biến. Cho nên khi phải đối mặt với áp lực thì sẽ phát sinh ra động lực rất lớn mạnh. Để rồi vượt qua được nó, chúng ta sẽ ngày một trưởng thành hơn trên con đường đời của mình. 2. Đơn giản là hạnh phúc. Nếu như bạn đơn giản thì thế giới này cũng sẽ đối xử với bạn một cách rất đơn giản. Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc. Người biết đủ thường tìm được niềm vui và khoan dung độ lượng. Bất kể sự việc gì xảy ra, cũng đừng nên nghĩ quá phức tạp. Bởi vì khi trong tâm phải gánh vác điều quá nặng nề, thì sẽ oán trời trách đất. Với lối suy nghĩ tích cực, tập buông xả, sống đơn giản để hạnh phúc, đơn giản mà sống cho đời yên vui, như thế thật tuyệt vời biết bao. Nếu ai quá đáng làm nên cái lỗi lầm với mình, thì ta cũng nên nhẹ nhàng bỏ qua. Việc nhớ hoài chỉ làm mình khổ. Người xưa có câu, khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Đôi khi nhờ họ nói những câu ta khó nghe, thì ta mới có cơ hội để biết luyện nghe, nhẫn trong tim mình, và nhờ có bùn mà sen mới mọc, giảm bớt đi cái phiền lụy trong trái tim. Cuộc đời vạn vật vốn dĩ là không hoàn hảo, có lúc thăng có lúc trầm. Cái quan trọng ta cần biết giữ cái mức bình an của nội tâm. Ta nên tập cách đơn giản hóa mọi vấn đề để ta hạnh phúc, sống bình an trong cuộc đời đầy thăng trầm này. Phải biết tùy thuận theo mỗi hoàn cảnh ta đang sống, cần phải biết cách chuyển hóa nhẹ nhàng những rắc rối phiền lụy trong cuộc sống này. 3. Trân quý hiện tại. Cuộc đời thì vốn không có diễn tập. Mỗi một ngày đều là một hiện trường trực tiếp. Chính bởi vì thời gian trôi qua là không có thể quay trở lại. Mỗi một ngày đều không có khả năng lặp lại. Cho nên chúng ta phải quý trọng mỗi thời khắc của cuộc đời này. Hiếu kính cha mẹ, chăm sóc những người yêu thương bên mình, vui vẻ, sống qua từng ngày. Là con người, chúng ta chỉ sống trong thời điểm này, ở đây và bây giờ. Cho dù chúng ta suy ngẫm về quá khứ và tương lai như thế nào, thực sự tất cả những gì chúng ta có là hiện tại. Như tác giả Sunmyo Masuno đã viết, chúng ta hít vào và sau đó chúng ta thở ra. Khoảnh khắc chúng ta hít vào ấy là hiện tại. Nhưng một khi chúng ta thở ra, nó đã trở thành quá khứ. 4. Không có bạn thì cuộc đời sẽ không trọn vẹn. Cuộc đời nếu không có bạn bè sẽ rất cô độc và không có hoàn chỉnh. Trong cuộc sống bận rộn này, bạn bè sẽ dần dần trở nên phai nhạt bởi thiếu đi cái sự liên lạc giao lưu. Nếu bạn bè gặp hoạn nạn nhất định phải đứng ra. Cho dù không giúp được gì thì lời nói an ủi cũng là một cách ủng hộ lớn nhất. Bạn cũng vậy, khi gặp khó khăn hay mệt mỏi, thì lúc này những người bạn của mình sẽ giúp mình tìm thấy sự bình yên và trở lại với cuộc sống bình thường một cách vui vẻ. 5. Đời người có lúc dừng lại chính là tiến lên. Cuộc đời nếu đi nhầm hướng thì dừng lại chính là tiến lên. Điểm yếu của con người chính là khó sửa chữa khuyết điểm của mình và cũng luôn khó phát hiện ra sai lầm của bản thân mình. Nhưng nhiều khi đã biết mình sai rồi, muốn dừng mà không được, lại tiếp tục mắc thêm lỗi lầm. Sống trên đời chúng ta phải nắm chắc được phương hướng, giữ vững được nguyên tắc của mình. Trên thế giới này, những điều say mê hấp dẫn con người là rất nhiều. Nhưng đừng vì ham muốn nhất thời, để phải trả giá một cái giá rất thê thảm. Nếu như đã phát hiện ra mình sai rồi, nhất định phải dừng lại. Không bao giờ làm muộn màng cả. Với chúng ta mà nói, hầu hết ta thường loay hoay thiết lập cái hướng đi cho tương lai của mình, để rồi sau đó chứng kiến con tàu đời mình cứ chạy lòng vòng và va vào đủ thứ các loại cản trở. Có người buộc phải dừng bước, gục ngã, nhưng cũng có người lại kiên cường đứng dậy để hướng về phía thành công.
Sự khác biệt của người thành công là vì họ luôn biết đặt ra những câu hỏi hay cho bản thân để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Có những câu hỏi được đặt ra và sau khi tìm thấy câu trả lời, tự nhiên mọi đường đi nước bước dần sáng tỏ. Và thậm chí ta có thể hiểu được hết thảy nhân sinh quan của cuộc đời này. Vâng, đó là những câu hỏi và câu trả lời nào? Hãy nghe Thanh Liêm bật mí cho quý vị qua video ngày hôm nay nhé. 6 câu trả lời thâm thúy nhất giúp bạn đổi đời. 1. Vật gì là sắc bén nhất? Xin thưa, đó là lưỡi của con người. Lưỡi sắc như dao, lời nói như dao đâm, có thể xuyên thẳng vào tim làm tổn thương người khác. Tại sao lại như vậy? Chuyện kể rằng một lần nọ, có một vị tăng nhân đến một thôn làng. Một người thanh niên đã nói mấy lời bất kính với ông. Mọi người đã phê bình vị thanh niên trẻ tuổi này. Nhưng anh hùng hồn nói, không phải, chỉ là mấy câu nói hay sao? Tôi xin lỗi, là được chứ gì? Vị tăng nhân lại lấy mấy cái đinh nói với chàng thanh niên rằng, anh đóng mấy cây đinh này vào thân cây xem. Chàng trai làm theo lời vị tăng nhân, đóng mấy cây đinh vào thân. Chàng thanh niên này vừa làm xong thì vị tăng nhân lại nói, anh hãy lấy mấy cây đinh ra. Chàng trai cũng không nói gì, lại gỡ mấy cây đinh ra khỏi thân cây. Nhưng anh ta tốn sức cả buổi, dùng đủ mọi cách giằng co mới gỡ được một cái cây đinh. Vị tăng nhân tiến đến bên anh ta, dùng ngón tay xoa xoa dấu đinh còn lưu lại trên thân cây và nói, đã gỡ rồi, nhưng có thể làm được gì chứ? Nói lời tổn thương người khác giống như cây đinh này vậy. Dù anh có thể thu hồi lại, nhưng những tổn thương đã gây ra những vết sẹo trên thân cây, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Chàng trai nghe xong đột nhiên hiểu ra nói, tôi rốt cuộc đã hiểu, nói năng lỗ mãng với người khác sẽ gây tổn thương lớn như thế nào. Cảm ơn đại sư đã chỉ dạy. Vị tăng nhân nghe xong gật đầu, rồi thong thả rời đi. Có câu nói, thứ tốt nhất trong thiên hạ là miệng lưỡi, mà thứ xấu xa nhất cũng chính là miệng lưỡi. Lời nói tốt đẹp có thể động viên an ủi người khác. Ngược lại, lời nói độc ác xấu xa có thể khiến người khác đau khổ tuyệt vọng, thậm chí là muốn tìm đến cái chết. Vậy nên nhất định phải kiểm soát thật tốt cái miệng của mình. Chúng ta đều từng tham dự khá nhiều bữa tiệc. Hãy thử nghĩ xem, món ngon đưa lên sau cùng có phải đều là đồ ngọt hay không? Trong phần lớn các bữa tiệc, món ăn sau cùng được đưa lên bàn ăn đều là món điểm tâm khiến người ta cảm thấy thơm ngọt, ngon miệng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì người chủ tiệc đều mong thực khách sẽ luôn lưu lại trong miệng ấn tượng về một bữa ăn ngọt ngào thơm ngon. Mối quan hệ giữa người với người tuy không giống như yến tiệc, nhưng mà nếu như chúng ta không biết lựa lời mà nói, không biết giữ cái miệng mà làm tổn thương người khác, thì cái món khiến người ta khó nuốt nhất này có thể sẽ trở thành món ăn sau cùng trong mối quan hệ hai bên. Khi thực khách của chúng ta rời khỏi, thứ đọng lại trong miệng không phải là mùi vị thơm ngọt ngon miệng, mà là nỗi thống hận đắng cay muôn phần. Nghe rằng, thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Vậy nên âm thanh khó nghe nhất là lời chế giễu châm chọc. Âm thanh dễ nghe nhất chính là những lời khen ngợi tán dương. Lời nói thánh thiện có thể làm tan chảy bức tường băng, mang đến những niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Câu thứ hai, nơi nào là xa nhất? Xin thưa, đó là quá khứ. Cho dù bạn là ai, giàu có cỡ nào, quyền cao chức trọng ra sao, thì cũng không thể quay trở về quá khứ. Cuộc đời con người ta có thể gặp biết bao nhiêu người, trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui buồn, cay đắng. Nhưng nếu cái gì cũng giữ trong lòng, vậy sẽ mệt mỏi biết bao. Đặc biệt là những nỗi nhớ, sự ám ảnh. Chúng thường có xu hướng tái hiện, khiến ta chìm trong cảm xúc buồn thương khó lòng dứt bỏ. Muốn hạnh phúc, ta cần gác lại quá khứ, phấn đấu vì hiện tại một cách trọn vẹn, để trong tương lai, khi nhìn lại hiện tại đã trở thành quá khứ ấy, thứ ta có được là sự nhẹ nhàng, thỏa mãn,
chứ không phải là nuối tiếc vì đã không nỗ lực hết mình. Hãy trân trọng mỗi ngày ta đang sống, vì đây mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Quá khứ có thể là bài học tốt cho tương lai ta mở rộng hơn, nhưng nó không nên là gánh nặng để ta nhọc nhằn mang vác suốt cuộc đời. Cái gì quên được thì nên quên, để không chỉ lòng mình bình an mà tâm trí mình cũng được khai sáng. Buông bỏ được quá khứ là một món quà tuyệt vời bạn dành cho chính bản thân mình. Mỗi người khi sinh ra và lớn lên, dù là bất cứ chuyện không mấy ai may mắn có được thành công ngay lần đầu tiên thực hiện. Edison, trước khi làm ra bóng đèn, đã phải thất bại đến hàng nghìn lần. Nhưng thứ ông có được sau mỗi lần thất bại là kinh nghiệm cho lần thí nghiệm tiếp theo. Nhưng người ta chỉ biết đến ông khi bóng đèn thực sự được thắp lên. Còn quá trình thất bại, mấy ai mà dò tới đâu. Vậy nên khi bạn cố gắng mà vẫn chưa được thành công, thì hãy dùng đó làm bàn đạp để nỗ lực hơn nữa trong hiện tại. Vậy chứ quên ở đây là gì? Nếu những thất bại trong quá khứ là bàn đạp của thành công trong tương lai, tại sao ta vẫn phải nhớ chữ quên? Quên ở đây chính là quên đi cái cảm giác buồn khổ, đau đớn và chán nản khi thất bại, để bạn luôn duy trì được ý tưởng, lòng tin vào chính bản thân mình. Bởi nếu cứ nhớ mãi cái cảm giác đau khổ khi thất bại ấy, bạn sẽ mất hết động lực để tiếp tục dám thất bại ở lần tiếp theo. Ngạn ngữ Anh có một câu nói rất hay: Freedom is not free. Sự tự do là không hề miễn phí. Quả thật, mỗi một thứ ta có được trong đời đều do ta đích thân giành lấy đạt được. Thế nhưng cũng có những thứ được định sẵn sẽ không thuộc về ta, giống như một người không yêu ta hay một thứ được khát cầu bởi lòng tham quá lớn. Khi đó thứ ta cần không phải là sự nỗ lực để bằng mọi cách có được thứ ấy, người ấy, mà lại là một chữ quên. Quên đi người không yêu thương ta để nhìn thấy quanh ta vẫn còn nhiều người khác xứng đáng hơn. Quên đi một cái ước mong vượt ngoài tầm với để biết an yên, bảo vệ thành quả của hiện tại. Hạnh phúc luôn tồn tại trong những điều nhỏ bé. Có thể chỉ là một buổi sáng đẹp trời, mở cửa, thấy nắng nhẹ trời trong. Có thể là một nụ cười thân thiện của người qua đường với ta khi bất chợt chạm mặt nhau. Vậy nên, nếu cần gì khát vọng cao xa, hãy chọn cho mình một cuộc sống bình dị, phấn đấu vì những điều tích cực và biết bỏ qua những cái khát khao, những cái tham vọng khiến ta không còn được là chính mình. Câu nói tiếp theo: cái gì là lớn nhất? Xin thưa, đó là ham muốn. Dục vọng của con người là vô tận, nó không có điểm dừng. Nếu không tìm cách kìm hãm nó lại, thì để lại hậu quả khôn lường. Người hạnh phúc không phải là có được bao nhiêu, mà là trong tâm luôn cảm thấy biết đủ. Và cổ nhân cũng thường nói thế này: biết đủ thường vui. Đừng để vật ngoài thân chi phối cái tâm trí của bạn. Kẻ không biết đủ, cho dù giàu nứt đố đổ vách, địa vị danh vọng cao ngất ngược, nhưng hàng ngày vẫn phải luôn tìm mọi cách để tranh giành, giữ chiếc ghế, hạ thủ, đấu đá lẫn nhau, khổ não vô cùng. Con người có giàu sang, nghèo hèn, khôn dại hiền dữ, đất có đồi núi chập trùng hay đồng ruộng bằng phẳng chẳng bao giờ giống nhau. Làm người lúc gặp vận may, nhưng sẽ có những lúc gặp phải rủi ro. Chúng ta không thể so bì người này với người kia được. Và nếu chúng ta thấy người tài đức muốn mình bằng họ, thì càng so sánh lại càng thấy mệt mỏi. Khi chúng ta biết đủ thì không bao giờ có một cái tâm ganh tị, và nhờ vậy mà ta cũng cho phép người khác sống vui vẻ. Nếu không có ganh tị thì giận dữ cũng không khởi lên. Nếu không có giận dữ thì bạo lực và đổ máu chắc chắn không xảy ra, và do đó mọi người có thể sống một cách yên bình nhất. Hạn chế ham muốn và tinh thần mới thăng hoa được, tấm lòng thì mới rộng mở được. Hãy để lòng bao dung của bạn lớn dần, chứ đừng bao giờ để dục vọng vây kín thân. Thứ tư, câu hỏi cái gì khó và nặng nhất? Xin thưa,
Đó là lời hứa. Lời hứa dễ nói, nhưng đôi khi khó làm. Lời hứa đôi khi nặng ngàn cân. Đã hứa rồi, thì phải có trách nhiệm đi liền với lời hứa. Người biết giữ chữ tín thì lại càng cẩn trọng với lời hứa của mình. Vì chỉ cần một lần thất hứa, thì bao uy tín gây dựng trước đó coi như đổ sông đổ bể. Người nói thì thầm, trời nghe như sấm. Trên đầu có ba thước, có thần linh. Lời hứa không thể tùy tiện nói ra, mà đã nói ra, chính là một sợi dây ràng buộc lấy số phận. Nếu không thực hiện nổi, thì chắc chắn có thể bị trời trách phạt. Dân gian ta cũng có câu nói rằng, lời hứa đáng giá ngàn vàng, đều là chỉ sức nặng của lời hứa. Trong cuộc sống này, những thứ mà đoạt được nhờ thất tín không thể tồn tại dài lâu. Mà người không giữ được chữ tín cũng chẳng bao giờ được đánh giá là một người chân chính cả. Vậy nên ngay từ bây giờ, hãy suy nghĩ về chữ tín, đã hứa là phải làm. Một thương nhân dựa vào lừa gạt hãm hại người khác thì chỉ kiếm được chút tiền nhỏ mọn trong thời gian mà không thể trở nên phú quý. Một người không có học vấn cũng có thể miệng lưỡi thao thao bất tuyệt, nhưng một khi mọi người biết được trình độ thật của họ thì sẽ không còn ai bị những lời nói ấy mê hoặc nữa. Một người lãnh đạo mà không giữ được chữ tín thì người dưới quyền làm sao có thể trung thành? Thậm chí còn mang tâm lý khinh miệt, không hề có một chút niềm tin. Cổ nhân nói người mà không giữ được chữ tín không biết có thể thành người được không? Chữ tín đôi lúc được ví von là sinh mệnh thứ hai của một đời người, thậm chí đôi khi là sinh mệnh của một quốc gia. 5. Cái gì nhẹ nhất? Xin thưa, đó là sự khiêm nhường. Không ai muốn tranh đấu với một người khiêm nhường cả. Khiêm nhường khiến lòng chúng ta nhẹ thênh thang, mỗi bước đi là một mũi bước thanh nhàn. Xung đột mâu thuẫn đa phần cũng vì người ta muốn thể hiện cái tôi của mình. Nếu chỉ cần một người có thể khiêm nhường thì chuyện gì cũng có thể hóa giải nhẹ nhàng. Người càng khiêm nhường lại càng được nhiều người yêu mến. Ai cũng muốn gật gũi bầu bạn. Đau xót lớn nhất của con người là luôn có thói quen đánh giá quá cao và quá coi trọng bản thân. Kết quả là chúng ta thường tự làm tổn thương mình mà không hề hay biết. Mọi người thường nghĩ không cớ gì sao bao vất vả mệt mỏi cũng có thể thu được chút vốn liếng của mình, mà tại sao không thể đem đi khoe. Đừng bao giờ quên rằng khiêm nhường là nền tảng của một cuộc sống thành công. Một người tu dưỡng thực sự tốt biết rằng thế giới rộng lớn và có những người lớn lao hơn họ. Vì vậy anh ta luôn luôn khiêm nhường và không bao giờ dừng chân, luôn luôn không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Chỉ khi đất không sợ thấp thì mới có thể tụ nước thành biển. Và chỉ khi người ta không sợ hạ thấp mình thì mới có thể trở thành vua. Đối với nhiều người, khiêm nhường là một loại thành tích, một chiến lược, một loại lòng tốt và là một loại khôn ngoan trong cuộc sống này. 6. Cái gì đang gần với chúng ta nhất? Xin thưa, đó có thể là sự chết. Cuộc sống này vô thường, sống nay chết mai, chẳng ai nói được điều gì. Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái tim thật băng giá cũng sẽ phải nồng ấm lại thôi. Khi đối diện với cái chết, những được mất hơn thua, những tham vọng về mặt vật chất, những hận thù sâu đậm đều không còn đáng nói nữa, bởi sẽ dần phai mở đi và sẽ nhẹ nhàng hơn. Chúng ta khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương, thiện lành, chọn sống chân thành, tử tế với người, chọn việc ý nghĩa để làm, chọn lời yêu thương để nói, chọn ánh mắt hiền nhân để nhìn, chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác, chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đã đi qua, và chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống. Biết là vậy, nhưng mà tại sao ta cứ mãi không làm chủ được mình thế? Cứ bị những điều bất thiện, những danh lợi thiệt hơn trong cuộc đời này cuốn đi. Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ rằng, cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này
chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Mà sự thật, mọi thứ rồi cũng sẽ mất đi. Vậy nên hãy dành thời gian thật nhiều cho người thân của mình. Hãy dũng cảm nói lên những lời thương yêu với những người mình thương quý. Ai biết được ngày mai chúng ta hay họ không còn cơ hội nữa. Đã bao lâu rồi bạn không gọi điện hỏi thăm cha mẹ mình? Còn nếu ở gần thì đã bao lâu rồi bạn chưa dám nói con yêu mẹ cha? Thời gian nó luôn là một dòng chảy vô tình, thậm chí là khắc nghiệt. Nó cứ thế trôi và để lại rất nhiều khoảng không của sự nuối tiếc. Vì thế ngay lúc này, hãy trân trọng từng phút giây khi bạn còn tồn tại và hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của mình. Vì ngày mai có thể ta không còn nữa, hoặc chính người thân của ta sẽ không còn nữa. Lúc ấy sẽ thật xót xa khi phải thốt lên hai từ giá như. Vâng, giả sử hôm nay bạn chỉ còn một ngày để sống, bạn còn bon chen hối hả giành giật với đời này hay không, với người hay không? Liệu ta có còn tỏ ra là trì trệ lười biếng hời hợt với bản thân hay không? Liệu ta có còn vô tâm vô cảm và toan tính với những người xung quanh chúng ta hay không? Và liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa hay không? Có còn giữ trong lòng cái những hận thù oán ghét, những hành động xấu ác hay không? Và liệu ta còn thốt ra những cái lời nói, những cái hành động làm tổn thương người khác hay không? Vâng, quý vị ạ, đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Và hy vọng rằng quý vị luôn có một đời sống vô cùng ý nghĩa. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.